Cơm chay made in Ba Vàng ngon tuyệt cú mèo các đào hữu nhỉ. Trong ngày phát bồ đề tâm và cầu siêu vong thai nhi, hàng vạn suất cơm mà chỉ trong một loáng là đã được phát hết sạch. Điều gì khiến cơm chay Ba Vàng trở nên hấp dẫn đến vậy? Bật mí cho mọi người nhé. Trong từng món ăn ở chùa đều chứa đựng sự quan tâm và tình yêu thương của sư phụ cùng chư tăng, cô chủ nhiệm và các Phật tử, nên món nào cũng thơm ngon hết sảy. Ta-da! Đây là nơi đã nấu hơn 3 tấn gạo để phục vụ bữa trưa trong ngày tu học 19 tháng 6 tại nhà lớn. Bây giờ là 12 giờ đêm, các Phật tử cùng nhau vo những mẻ gạo đầu tiên và cứ làm liên tục như vậy cho đến 8 giờ sáng, khi đủ cơm cho tất cả mọi người. Còn đây là khu vực nấu món sườn non chay xào mật. Chưa gì đã thấy thèm rồi, sườn non sau khi sơ chế, được các đạo hữu cho vào chảo để đảo với nấm. Thêm chút gia vị vào là mùi thơm tỏa ngao ngạt, vừa thơm mềm lại mặn mặn, ngọt ngọt. Ăn với cơm thì phải gọi là cuốn cực kỳ các đạo hữu ạ. Bếp ở nhà lớn những ngày có lễ chẳng lúc nào là tắt điện. Mọi người còn gọi vui với nhau, đây là bếp không ngủ. Nhưng lạ ở chỗ, ai cũng rất hoan hỉ khi được làm việc phục vụ đại chúng. Mình nhớ cô chủ nhiệm từng chia sẻ rằng, khi làm phận sự, Phật tử chúng ta tư duy rằng mình đang thực hành pháp cúng dường, mong cho mọi người nảy nở hạt giống bồ đề, làm lợi ích chúng sinh. Chính tư duy đó sẽ khiến phước báo của chúng ta được tăng trưởng và nhân duyên bồ đề của chúng ta được phát sinh, khiến trong kiếp sau chúng ta được bước đi trên con đường bồ đề, đời đời kiếp kiếp được vào trong Phật pháp, phát tâm bồ đề, thực hành các công hạnh bồ đề cầu đạo vô thượng. Bởi vậy, ở bếp ai cũng rất hoan hỉ, nhất là trong những ngày này được làm phận sự để phục vụ đại chúng về phát tâm bồ đề, công đức đó quả thực chẳng thể nghĩ bàn. Nói chuyện như vậy thôi, giờ cơm rau đã được chuyển dần lên cho các đạo hữu ban thành đường đóng hộp và chia dây cơm để phát cho mọi người rồi. Nào từng mùi cơm trắng dẻo thơm, nóng hổi, được đưa vào hộp cơm, thêm một chút lạc, chả bông chay rắc vừng, sườn non chay xào nấm, giò chay, rau. Wow! Một hộp cơm đầy ắp với thật nhiều món ngon, mong cho mọi người có đầy đủ sức khỏe để tu học và làm Phật sự. Chắc hẳn, bất kỳ ai được thưởng thức cơm chay tại nhà lớn Ba Vàng đều rất nhớ và muốn quay trở lại, phải không các đạo hữu? Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn ngon tại nhà lớn. Các đạo hữu có cảm nhận như vậy không? Chúng ta hãy cùng gửi lời tùy hỷ tới các đạo hữu của mình nhé!